Và tiếp tục chương trình cũng là một chị gái mà em cũng rất là ấn tượng. Và ban nãy khi mà nghe chú Quang Tiến Ngô có hát ca khúc là Mùa Thu Chết thì bất chợt nhớ đến chị. Và thế nào chị đến thật? Vâng, xin giới thiệu cùng các anh chị Kim Phạm với một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, ca khúc Một Cõi Tình Phai. Đợi chờ một đời, người yêu hỡi, người yêu hỡi.
nhiều.